xin chào tất cả quý vị khán giả của series Vận động viên Nói gì. Và ngày hôm qua là một ngày nghỉ, một ngày có thể hồi phục hoàn toàn sức khỏe của các tay đua của chúng ta để mà bắt đầu cho một chặng đua ngày hôm nay. Chặng đua rất là quan trọng, chặng đua đi từ thành phố biển Quy Nhơn đến thành phố Pleiku, đường dài là 166 km. Và chắc chắn là sẽ có rất nhiều đợt tấn công, bởi vì phải vượt qua cả hai ngọn đèo là đèo An Khê và đèo Mang Giang. Thì hãy xem các tay đua của chúng ta đã thể hiện gì trong ngày thi đấu ngày hôm nay nhé. Và bây giờ hãy đi cùng gặp các vận động viên thôi nào. Hello, bạn thấy cái chặng đua ngày hôm nay như thế nào khi mà các ngoại binh tấn công liên tục, có khiến cho các bạn vận động viên của chúng ta có bị ngợp không? Thì báo đánh giá cái trận đấu hôm nay là độ khó là 10/10. Và các vận động viên thì như chúng ta đã thấy ở trận đèo Hải Vân thì đó là cuộc chơi của các ngoại binh. Hôm nay cũng vậy. Nhưng mà thực ra là sự nỗ lực của các bạn nhờ những cái ngoại binh như vậy thì lại là một cái động lực để giúp cho các bạn đội binh của chúng ta có thể phát triển và vượt qua được cái giới hạn mà của bản thân mình, đúng không ạ? Thì nhờ các ngoại binh mà chúng mà các vận động viên Việt Nam được cọ sát nhiều hơn, nâng cao trình độ nhiều hơn, cũng như là học hỏi cách người ta thi đấu như thế nào, qua đó nâng cao cái trình độ của vận động viên Việt Nam cũng như là xe đạp Việt Nam. Vậy thì hồi nãy là khi mà đi bắt đầu đi qua những cái ngọn đèo á, là luôn có những cái đợt tấn công diễn ra rất là nhiều của các bạn ngoại binh, và điều đó là các top nó bắt đầu nó lại chia nhỏ lẻ ra ở phía sau. Vậy thì đối với cá nhân mình thì mình thấy là lúc đó cái sức của mình á, là mình nên giữ ở trong một cái khoảng cách nhất định, hay là mình sẽ lại cố gắng nỗ lực để mà tiến công lên phía trước? Thì đối với lực các ngoại binh thì họ có một nhóm cơ khác và lực họ thì ở một cái tầm khác rồi. Nếu như mà vận động viên Việt Nam mà theo có khả năng theo được nửa đèo thì cũng bể thôi, mà gớt lại thì có văng luôn. Vậy thì với cá nhân Bảo là ngày hôm nay là Bảo cũng đã duy trì được cái sức của mình chỉ nằm ở cái khoảng đó thôi, và khi nào mà Bảo thấy là mình có thể bước đi lên tiếp tục để mà mình mới có thể tấn công đi lên, đúng không? Thì đối với Bảo thì Bảo giữ cho mình một cái lực gọi là dùng của bạn ở Việt Nam chạy đi, qua đó thì có thể là điều tiết cái sức mạnh của mình và không thể bị bể máy quá sớm. Rồi ở cái giai đoạn thứ ba này là cái giai đoạn khá là nhiều đường đèo, và cũng như là hầu hết là tất cả không có một ngày mà nghỉ, kiểu như là có thể mà thả lỏng nhẹ để cho các bạn hồi phục. Thì cái giai đoạn này mình đã chuẩn bị như thế nào để mà mình có thể hoàn thành tốt nhất? Thì bước vào giai đoạn khắc nghiệt ở trận giải đấu hôm nay thì đối với Bảo thì trước tiên thì phải chuẩn bị một tinh thần vững chãi, vững chắc để cùng tất cả các đồng đội vượt qua giai đoạn này. Bên cạnh đó thì cũng hỗ trợ cho Lê Khả Đăng. Và trận đấu hôm nay thì khá là cam go, đúng không? Rồi thôi thì cứ vẫn phải cần có sự cố gắng, và bên cạnh đó thì cũng có một chút xíu may mắn ở trong đó, đúng không Bảo? Rồi cảm ơn Bảo đã đến với chương trình ngày hôm nay. Ok. Chào Thiện, thì không biết là Thiện thấy cái chặng đua ngày hôm nay có những cái đoạn đường khá là xấu, có cảm giác như là mình đang ở một cái giải đua mới khi mà mình tham gia, giống như gọi là giải xe đạp địa hình không? Hơn nữa, đường xấu quá. Và những cái lúc đó thì mình cảm thấy là mình phải xử lý những cái tình huống như thế nào khi mà thứ nhất là xe mình là xe bánh mâm, đúng không? Thì khi mình đi như vậy rất là dễ bị cán qua những cái vực nhọn ở phía dưới, thì mình cũng rất là lo sợ về cái điều đó, đúng không? Đúng rồi, đường xấu mình phải vô mấy đường phải chạy kỹ, nếu mà lỡ mà lủng bánh sang cái là xong, lên xe dớt luôn. Nhưng mà cái ngày hôm nay á, thì thấy là có những cái đoạn mà những cái ổ gà nó cứ nhỏ, thì đi qua mấy cái đoạn đó tưng lên như vậy á, có bị giật mình với lại có bị đau người không? Tê tay, phòng tay hết trơn. Trời ơi, nói chung là nhiều hôm nay tay chạy ghê quá. Lần đầu tiên mới được cái trải nghiệm mà như vậy, đúng không? Đúng rồi, lần đầu tiên
mới đua một cái đường mà 166 cây mà nó như thế này. Nó xấu từ từ đầu đến cuối luôn. Rồi, trong cái lúc đi qua những cái đoạn đó, thứ nhất là bình thường là mình đã bị tắm mưa nè, ăn nắng nè, bây giờ còn bị ăn cát với bụi nữa. Cảm giác nó ra sao? Coi như là full combo là được trải nghiệm hết luôn rồi đó. Cảm giác đó riết quen rồi. Đua xe đạp vậy nó mới đã. Đúng rồi, mỗi có một cái nó mang đến cho mình một cái kinh nghiệm và cũng như là cái điều mà để mà mình xử lý được cái tình huống lúc đó, đúng không? Tuy nó mệt nhưng mà nó được trải nghiệm và vui. Rồi, ok, cảm ơn Thiện, thôi nghỉ ngơi đi nha, hôm nay vất vả quá rồi. Thôi, em có thể chia sẻ là chặng đua ngày hôm nay em đã có gặp những cái trục trặc và những cái sự cố như thế nào trên đường đua? Dạ, lúc mới xuất phát thì cỡ mười mấy hai chục cây em bị bể bánh xe. Bể bánh xe là một lần hay là còn những cái dạ, khác? Em bị nhiều lần. Bị bao nhiêu lần và em bị ở cái đoạn nào nữa? Em bị ba lần. Một lần là gần hai chục cây, một lần hai mấy với lại một lần ba mấy cây. Rồi vậy lúc đó là mình gặp những cái sự cố như vậy thì mình xử lý tình huống ra sao? Dạ đội hai bánh rồi xong rồi đội lên tiếp tế cho mấy anh, xong rồi em đu xe trọng tài vô. Rồi vậy thì có đu theo được để mà tiếp tục với cái chặng đua ngày hôm nay không? Dạ không, tại xe trọng tài kéo tốc độ cao quá. Vậy thì ngày hôm nay thì em đoán là em đã tiêu hao bao nhiêu calo trong cái chặng đua dài như vậy? Nếu mà theo cái người đạp về á thì sẽ tốn 2-3 ngàn calo, còn em thì chắc mấy trăm. Nhưng mà khi mà tối qua là huấn luyện viên dặn dò những cái chiến thuật, những như là dặn dò là sáng mai lên đó là phải làm như vậy, thì lúc đó lên đó những cái đoạn mà mệt quá là có nhớ để mà làm không, áp dụng chưa? Dạ có, nhưng mà do em bị sự cố trước cái lúc mà đội cần làm việc cho nên em không làm việc được. Thôi thì may mắn, mình thiếu một chút xíu may mắn, nhưng mà chắc chắn sắp tới thì mình sẽ lại cố gắng, mình nỗ lực hơn ở nhặng đua sắp tới nha. Yeah. Rồi, cảm ơn em. Và đây là tay đua trẻ, tay đua đang rất là đem về nhiều ấn tượng tại cúp truyền hình năm nay. Và Lộc ơi, không biết là những cái chặng đua vừa qua em đã thể hiện rất là xuất sắc, mình thì không biết là chú Thôi có đặc biệt là thưởng thêm những cái gì cho mình không? Thì về thưởng thì chắc chắn có thưởng rồi, còn mình chỉ làm sao để cố gắng cống hiến được hết cái màu áo lính của mình là được rồi. Vậy thì đối với cái chặng thi đấu ngày hôm nay thì em thấy là sức của em đã có thể vượt qua cái ngưỡng của mình chưa? Dạ thật sự vượt ngưỡng, về tới đích thì chỉ có đạp hết nổ luôn, chứ biết đắp vô chỗ nào đó mà nằm thôi, chứ đi thì em đi cũng nổi nữa, quá mệt rồi. Quá mệt rồi, nhưng mà đó là một cái sự nỗ lực mà mình đã thể hiện ở những cái chặng đua, đặc biệt là những cái chặng đèo như vậy, thì các bạn vận động viên, đặc biệt là những bạn vận động viên Việt Nam của mình, họ vẫn có thể có sức và chơi hết mình với lại tất cả các bạn vận động viên ngoại binh. Và đối với cá nhân em thì hiện tại là em cũng như là một cái nơi là một cái niềm tin cho rất nhiều mọi người, bởi vì em là một cái thế hệ trẻ và cũng như là đại diện cho các bạn trẻ đang ở trên một cái bước rất là cao và rất là phát triển. Vậy thì em nghĩ sao về cái vấn đề này? Thì sự để chuyện ngày hôm nay cũng phải cảm ơn tới mọi người đã đưa em lên được đội tuyển quốc gia và để em tiếp xúc được với những công nghệ mới. Và thực sự cảm ơn tới thi đua Nguyễn Hằng Sang, anh đã hỗ trợ em hết mình. Tuy là hai thi đua khác đội nhau nhưng mà anh đã hỗ trợ em từ lúc mà em lên đội tuyển tới hiện tại bây giờ. Anh nói chung là anh làm hết hỗ trợ, anh hỗ trợ hết mình cho em. Đây có thể nói là cái đó chính là cái tinh thần thể thao mà tất cả các bạn vận động viên, không chỉ là riêng về bộ môn xe đạp mà tất cả các môn, chúng ta không chỉ là cố gắng nỗ lực cho đội đua của mình mà qua bên cạnh đó còn hỗ trợ được những người đồng đội của mình để mà họ có thể phát triển và bước thêm những cái chặng đường sắp tới, đúng không? Dạ đúng. Rồi cảm ơn Lộc, thì không biết là Lộc có thể gửi một cái lời
cảm xúc và cũng như cái chia sẻ của mình đến mà tất cả mọi người đang theo dõi và ủng hộ đội mình cũng như ủng hộ cho cuộc đua ngày hôm nay? Thì lần đầu tiên thì em cũng xin gửi lời cảm ơn tới đội của em, từ ban huấn luyện và các anh vận động viên hôm nay đã cố gắng để hỗ trợ em về. Và thứ hai là em phải cảm ơn tất cả người hâm mộ đã tin tưởng em lấy được áo trắng. Rồi, cảm ơn Lộc, chúc cho Lộc có những cái chặng đua sắp tới thật là mãn nhãn và cống hiến hết mình với cái màu áo quân đội của mình nha. Có một chút đáng tiếc cho tay đua Igor Florov của thành phố Hồ Chí Minh Miramar, nhưng mà không sao, bởi vì tinh thần của các tay đua của chúng ta sẽ luôn giành chiến thắng, bởi vì họ vẫn còn một chặng đường rất là dài đang chờ đợi ở phía trước. Và ngày hôm nay, sau khi mà chặng đua ngày hôm nay kết thúc, thì tiếp tục các tay đua của chúng ta sẽ di chuyển từ thành phố Pleiku của Gia Lai lên thành phố Buôn Ma Thuột của Đắk Lắk. Và hãy chờ xem các tay đua của chúng ta sẽ thể hiện gì nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.